Xin chào các bạn, trên tay tôi là chiếc túi kiêm ba lô, tức là vừa chức năng túi sách vừa ba lô, có thể gấp gọn. Cái túi này 40 lít và có thể mở rộng thành 60 lít đến từ Decathlon nha. Khi không dùng thì ta có thể gấp gọn để này để store ha, nhìn tương đối là gọn. Đây chiếc túi là sau khi bỏ ra khỏi cái túi đựng là lưu trữ ha. Nhìn phía trên có một ngăn khóa chính ấy, rất là to ha. Cái khóa này có thể khóa được tránh mất trộm đồ này, ha. Quai móc đây để khóa ha. Trong là cái khoang chính, nó giống như một cái túi xách tay thể thao ấy, túi duffel ấy. Phía trong thì có hai ngăn phụ hai bên này, đây nữa ha, để số đồ nặt vặt ha. Phía ngoài thì có một ngăn khóa nhỏ nữa ha, bên này không có ha. Trường hợp mà bình thường này này là lưu khoảng chứa khoảng 40 lít, muốn đựng nhiều hơn nữa thì bạn mở khóa bên hông ha. Là bạn có thêm được khoảng 20 lít đựng đồ nữa ha, tha hồ đựng ha. Đây là tôi cho 12 cái áo thun cộng với 7 cái quần, cho nó 6 cái quần jean và quần sọt, vẫn còn là rất nhiều không gian nữa. Thế các bạn phải để đựng nhiều hơn nữa. Sau khi đồ thì các bạn có cái những dây bên hông này để ép đồ xuống nữa. Thế trường hợp như quần áo nhẹ thì các bạn sẽ ép được tương đối nhiều. Có khóa hai đầu, có cả tay xách ha. Phía quai này nếu mà không đeo thì các bạn có thể gọn vào thành cái túi xách hoặc là xách ở hông này, hoặc là xách ở đầu này. Đây là ba lô sau khi để khoảng gần 40 lít. Ba lô này các bạn hoàn toàn mang đi check-in được nhé, nó không có đai bên dưới nhưng vẫn có đai ngực này. Giờ tôi sẽ cho đầy thở sống lít xem sao ha. Đây là ba lô sau khi để chế độ extend 60 lít này, chắc là vẫn nhét hơn nữa đấy. Đeo lên xem sao ha. Tương đối to ha. Ở đây là chỉ có quần áo nên nó cũng nhẹ ha.